Hi, chào các bạn. Đây là cây Beauty King. Bây giờ nó đâm chồi ra là rất là ngon rồi. Mấy gà sâu quá sâu, không biết nó ăn cái này không, không biết, nhưng mà nó đang rất là sung. Thì mình đang tìm chủ nó. Ai sẽ là chủ nhân của cây này? Thì cây này, cái củ nó rất là ngon nha, rất là quái luôn á. Thì bây giờ mình ai thích thì mình sẽ đãi lời rồi nha, cho người đó với cái giá hợp lý. Nếu mà bạn thật sự yêu thích trồng sứ thì mình tới mà tới mình gặp thấy vui vui mình tặng luôn. Củ rất là cứng nha, thật sự thực tế ra các bạn, nếu mà các bạn chơi sứ là các bạn nên mua củ nguyên liệu về. Mình không biết giống gì đâu, nhưng mà thật sự ở trên mấy cái diễn đàn mua bán cây sứ, mua bán hoa sứ này kia đó, thì có những cái người họ bán cái củ nguyên liệu ghép rất là ngon. Mình khuyên các bạn, ví dụ như mà các bạn mà có chơi thì các bạn nên mua những cái củ đó về mình trồng một thời gian đi. Tại vì bản thân cái cây mà cây nguyên liệu nó phát triển rất là mạnh, thì bạn trồng một thời gian để làm chi, để cho nó phù hợp với cái đất trồng của mình, cho cái cây nguyên liệu nó phù hợp nó trong với đất trồng mình mà nó phát triển mạnh rồi á, thì lúc đó các bạn ghép nó dễ. Tại vì thật sự nhà vườn họ trồng á, họ trồng theo kiểu công nghiệp mà, họ trồng để họ bán nên họ trồng rất là nhanh, họ sử dụng phân thuốc này kia, cái chế độ ăn uống dinh dưỡng cho cái cây nó rất là dữ. Mình về thì mình trồng kiểu amateur mà, đúng không, nên là mình không biết phân thuốc gì để mình xịt cho nó, ví dụ như đơn giản giờ kêu xịt phân thuốc gì để cho cái củ nó bự hoặc là cái lá nó mướt, ngồi suy nghĩ cái buổi trời không biết cái thuốc gì luôn á. Nên là các bạn phải về thuần hóa nó lại, cũng giống như Trạng Quỳnh ngày xưa bắt mèo nó ăn rau vậy đó. Mày phải về nhà tao là phải ăn như thế này nè, nhưng mà mày ăn theo cái kia là tao chịu không nổi. Vậy thì phải về phải làm như thế nào cho cái cây nó ăn theo cái dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng của mình. Mà từ cái thằng nghèo mà nó lên thằng giàu thì dễ hơn, chứ mà từ thằng giàu mà xuống thằng nghèo nó mạnh lắm. Thì ví dụ như bạn vậy đó, xong rồi nó khi mà nó phù hợp với cái đất trồng của mình, cái cách trồng của mình á, văn hóa và tập quán của mình rồi á, thì các bạn ghép vô nó sẽ rất là ngon. Thì cái cây này chắc mình để lên cho các bạn 80 nha, 80. Cái củ này mua cũng bon tiền á, đúng không, rất là quái, tại nó còn nằm ở dưới nữa. Các bạn nào biết mà các bạn mà sôi lên rồi đưa củ lên rất là ngon. Cây này Beauty King hòa màu rất là đã. Đó, cái lá này một là Beauty King, hai không Beauty King, cây này là Beauty King chứ không phải là cây đại mỹ nhân đâu. Đây lá giống này Beauty King. Tại hôm trước mình ghép mình bắt cúp ra nên là các bạn nào thích thì lấy nha. Tại vì nếu mà thật sự cái này mà hôm trước mình mua cây kia là 4 bo đã hết 150. 150 là người ta giao tới nơi. Rồi mình bán, mình để lại các bạn 80 thôi. Để mình lấy tiền mua củ nguyên liệu mình ghép tiếp. Đó, các bạn nào thích thì alo mình nha. Ai gần Võ Thị Sáu không, nói chung mình sẽ đợi cho các bạn ở Sài Gòn thôi. Các bạn ở tỉnh thì thông cảm đi, tại vì mình trồng củ mía lắm nên là mình sợ là mình nhổ lên mình đưa cho các bạn về tỉnh cái trồng không được, nó ổn. Còn không ai lấy thì mình tính mình trồng tiếp thôi, tại vì nó bự lên nó cũng dễ, nó ra hoa được cũng ngon lắm, tại giờ nó sung rồi, rất là sung. Vậy nha, 80 ai thích thì lấy.